Trong phần này có video ra tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số điều mà những bà nào mà mới tham gia thị trường nó cần nên biết. Mỗi một lần mà tình hình nó xấu đi hay là có thông tin nào mà không được tốt thì thị trường ảm đạm, giá cả đi xuống chúng ta lại có nhiều cái khuôn mặt có thể nhiều bạn cảm thấy là mới nhưng mà thực sự rất là quen thuộc lúc nào cũng đứng ra để mà chỉ trích thị trường này nói xấu về BTC và một trong những người đó đó đầu tiên hết không hát khác hơn đó chính là tiến sĩ uh, Norio Rubini và nhiều người gọi đây là tiến sĩ Dr Doom đó là một trong những người mà lúc nào cũng nói là sẽ có suy thoái tài chính khung quản tài chính mà năm nào cũng nói gì hết á thì uh, tiến sĩ ruby này đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để mà tiếp tục du nhập crypto rồi trong cái cuộc phỏng vấn ở trên cbc đó thì uh, đã nói là bitcoin vẫn tiếp tục là không có giá trị nào hết và yeah. Binance là một trái bơm nổ chậm Đương nhiên những người này đó khi mà thị trường ảm đạm thì không bỏ qua cơ hội để du dập đâu các bạn Khi mà thị trường tốt đó thì lại ít thấy những người này xuất hiện Nhưng mà các bạn có biết là những câu nói này năm nào chúng ta cũng nghe rất là quen thuộc hay là không Các bạn thấy được là tiến sĩ Ruby này cũng đã nói những điều tương tự à, Trong năm 2020 nói là crypto này chẳng có giá trị gì hết đó. Bitcoin không có giá trị gì chỉ là công cụ để mà pump nhiều đâm mà thôi và bitcoin đó sẽ trở về con số 0 cũng được nói đến năm 2020 Các bạn thấy được là năm 2018 cũng tương tự như vậy Tiếng Serial Mini cũng nói những cái câu tương tự Các bạn có biết là năm 2017 cũng như vậy luôn Các bạn có biết là năm 2014 cũng là Tiếng Serial Mini cũng nói là Bitcoin đó chỉ là một cái trò Ponzi một trò lừa đảo hay là không thì các bạn thấy được là những người này đó năm nào cũng nói gì hết á họ thực sự là không có nghĩ đến cái câu nói của mình có ảnh hưởng như thế nào đối với những người mà thực sự muốn tìm hiểu bitcoin tại vì các bạn thấy được là năm 2014 đó đã từ khi bitcoin chỉ có một hai trăm đô thôi mà đã tung ra những lời nói này và đây là những người mà nhiều người tin tưởng thì họ đã không tìm hiểu bitcoin nữa bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội điều mà thú vị hơn đó là mỗi lần mà có sự cố thì những người này đó họ đều sẽ lên trên đài truyền hình lên trên TV nói là em tôi đã nói rồi Bitcoin đó đã không có giá trị sẽ sụp đổ lần nào cũng như vậy nhưng mà cái mà người ta không nói tới đó là mỗi một lần mà Bitcoin đó theo những người này bị sụp đổ đó thì giá vẫn cao hơn rất nhiều so với những lần trước các bạn thấy được so với năm 2014 thời điểm đó đó có sự kiện Malgox thì giá BDC sụp đổ về bao nhiêu khoảng chừng là 200 đô năm 2018 khi mà giá BDC mà tiến sĩ này nói là sụp đổ đã về bao nhiêu là về hơn 3.000 đô các bạn bây giờ đó giá BDC tiến sĩ Rubini này cũng nói là đã sụp đổ rồi không tôi nói đúng không nhưng mà bây giờ giá Bitcoin là 16.000 đô các bạn thấy được là họ không bao giờ nghĩ đến là những cái thời điểm trước à, họ nói là sụp đổ đó là giá bao nhiêu cái đó là cái chúng ta thấy được rất rõ ràng là giá của BTC đã tăng trưởng theo thời gian Mà cái mà thường quan tâm nhiều hơn nó không phải là đỉnh của mỗi chu kỳ là bao nhiêu Mà là đáy của mỗi chu kỳ là bao nhiêu Tại vì đó là dẫn chứng tốt nhất cho chúng ta thấy được là thị trường này đã ngày càng mạnh mẽ hơn Với nhiều người có lòng tin hơn Đó là điều mà thằng muốn chia sẻ ở đây cũng tương tự luôn chúng ta thấy được là ở trên Twitter thì Peter Schiff không ngưng uh, chọc quê thị trường này và không ngừng dù dập thị trường này khi mà có sự kiện sang FTX cũng như là những đợt trước đó khi mà giá đi xuống cũng tương tự như là sĩ Ruby này -E, các bạn thấy được là từ năm 2013 rồi uh, Peter Schiff đã là một người mà liên tục nói bitcoin là trò lừa đảo không có giá trị mà các bạn thấy được là lúc đó giá bitcoin chỉ có mấy mươi đô mà thôi cho chúng ta thấy được là những người này ra thì đương nhiên họ lúc nào cũng nói xấu về BDC những người ghét thì lúc nào cũng sẽ ghét mà thôi ngay cả chúng ta thấy được là hôm nay cũng nghe nói cái thông tin đến từ CEO của ngân hàng Chase là Jamie Dimon thì Jamie Dimon nói gì Jamie Dimon thì cũng nói tương tự mà thôi đây là trò lừa đảo và các bạn thấy được là Jamie Dimon nói là crypto rất là dơ bẩn và không có giá trị nào hết không có giữ được giá trị nhưng mà câu nói này đó là câu nói của CEO của ngân hàng Chase Các bạn có biết là cũng cùng thời điểm này đó Ngân hàng JP Morgan của ông ta đã đưa ra một cái bài nghiên cứu và nói gì hay là không Nói đó là cái sự kiện của sàn FTX thật ra chỉ liên quan đến những cái công ty tập trung mà thôi Và càng chứng minh được cái sự phi tập trung quan trọng cỡ nào Nói chung đó là crypto vẫn là tương lai Đó là cái lời phát biểu đến từ ngân hàng của ông ta đó các bạn JP Morgan cho nhiều khi đó thuần cảm thấy được là những người này đó là những người thực sự chúng ta cần phải cẩn thận tại vì bản thân Jimmy Diamond lúc nào cũng vui dập thị trường này nhưng mà ngân hàng ông ta là một trong những ngân hàng mà liên tục ủng hộ thị trường này đây có phải là một điều hợp pháp hay không nên thường cũng đang nghi ngờ hiện bây giờ tại sao mà một CEO có thể nói như vậy trong ngân hàng của ta là ngân hàng mà không có tình dụng trong thị trường này cũng tương tự các bạn thấy được năm 2017 đó chuyện gì đã xảy ra Jimmy Diamond CEO của ngân hàng J, lúc đó nói là Bitcoin là một trò lừa đảo Năm 2017 đó, hồi tháng 10, cũng nói là những người nào mà đầu tư Bitcoin là những người ngu đó các bạn Và sẽ trả giá một ngày nào đó Các bạn có biết là cũng cùng thời điểm đó đó, ai đi thu mua Bitcoin hay là không Các bạn thấy được bên dưới này đó, quỹ BTC được thu mua bởi JP Morgan Các bạn thấy được, JP Morgan Securities là cái đơn vị mà thu mua quỹ BTC Thời điểm nào? Đó chính là cái thời điểm năm 2017, hồi tháng 9 đó các bạn, lúc mà Jimmy đây mình nói đó Bitcoin là một trò lừa đảo rồi sau đó đi thu mua BTC rồi sau đó lại nói là ai mà đầu tư Bitcoin là một người ngu nhưng mà bản thân Chase là ngân hàng mà đi thu mua đó các bạn rồi sau đó các bạn thấy là chuyện gì xảy ra năm 2021 đó ngân hàng Chase đã cung cấp dịch vụ liên quan đến crypto và có những quỹ đầu tư liên quan đến crypto rồi các bạn thấy được là chúng ta có thực sự tin được những lời nói này hay là không đừng nghe những gì họ nói hãy nhìn những gì mà họ làm các bạn thấy được là có phải là có khả năng là CEO của ngân hàng Chase nói xấu về Bitcoin và crypto để ngân hàng của ta có thể thu mua với giá rẻ hay là không? Có phải là Petership thật sự nghĩ Bitcoin không có giá trị hay là tại vì Petership là một trong những người mà bán cổ phiếu liên quan tới vàng và bán vàng cho nên không thích Bitcoin tại vì tức là dễ hiểu Bitcoin là một cái gì đó cạnh tranh với lợi vàng cho nên Petership đã không thích từ ngày đầu tiên chứ không liên quan đến Bitcoin không có giá trị hết. Hay là các bạn có thật sự tin Tiến sĩ Rubini là một trong những người mà rất là có sự hiểu biết liên quan đến tài chính lại không hiểu về BTC và cứ nói Bitcoin không có giá trị, năm nào cũng nói tương tự như vậy, có phải thực sự ông ta nghĩ như vậy hay là thực sự ông ta được trả tiền để nói như vậy? Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến ở đây. Thì nói chung đó, chúng ta thấy được là trong thời điểm này, lúc nào cũng vậy, lúc mà thị trường gặp vấn đề đó gặp sự cố giá cả đi xuống thì chúng ta thấy được là những nhà báo những người nổi tiếng đó, thì lại có nhiều người nói xấu về thị trường này làm cho mọi người hoảng sợ chúng ta thấy được là đây là cái bài viết được chia sẻ năm 2014 khi mà sàn Mao góc sụp đổ đó thì chúng ta thấy được là lúc đó ai cũng nói là Bitcoin coi như đã xong rồi, sàn mã góc sụp đổ Bây giờ những bài viết tương tự cũng được chia sẻ Các bạn thấy được là sàn FTX sụp đổ, crypto cũng sẽ coi như là xong Nhưng mà các bạn thấy được là cái sự khác biệt là gì hay là không Năm 2014 đó, lúc đó giá BTC là 500 đô Bây giờ bài viết tương tự giá Bitcoin đã là 16.000 đô rồi đó các bạn Và không chỉ riêng là bây giờ đâu, chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì biết bao nhiêu là lần Bitcoin đã bị những nhà báo lớn, những đơn vị lớn, những công ty lớn đã tuyên bố khai tử của các bạn. Nói chung đó là các bạn thấy được những cái chấm đỏ này là bao nhiêu năm qua, bao nhiêu người nổi tiếng, nhà báo nổi tiếng nói Bitcoin đã chết rồi, đã xong rồi. Coi như chúng ta đừng nên hy vọng gì nữa. Theo những nhà báo này đó chúng ta đã thấy Bitcoin chết 466 lần rồi các bạn. Nhưng mà cái điều thú vị hơn đó là Bitcoin vẫn không chết. Chứ các bạn có biết cái gì chết hay không? Những nhà báo này đã có nhiều những trang web đó mà nói xấu Bitcoin, nói Bitcoin đã chết rồi. Bây giờ Bitcoin vẫn còn. Nhưng mà những trang web đó đã không còn nữa rồi các bạn. Họ cũng đã phá sản rồi. Thì nói chung, những người nào mà ghét Bitcoin họ sẽ mãi mãi ghét BTC một lý do nào đó. Những người mà yêu thích Bitcoin vẫn sẽ tiếp tục yêu thích Bitcoin và thông vẫn đứng về lịch sử cho thấy được là càng ngày càng có nhiều người yêu thích Bitcoin hơn, mạng lưới càng ngày càng mạnh hơn, tốc độ đào ngày càng mạnh hơn, cái số lượng người tích lũy ngày càng nhiều hơn và lòng tin ngày càng vững chắc hơn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn. Ai cũng nghĩ là đây là sự kiện lớn sẽ dẫn đến là crypto sẽ không phục phục lại, thường không nghĩ như vậy đâu, đúng là đây là sự kiện lớn các bạn, sự kiện sang FTX không phải là sự kiện nhỏ đâu Nhưng mà nếu nói đây là sự kiện mà chúng ta chưa từng thấy hay là đây là sự kiện mà sẽ làm sụp đổ cái thị trường, thì không nghĩ như vậy Tại vì trước đây chúng ta đã từng trải qua những thời điểm này rồi, đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này Và thường hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ, nhưng mà nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% các bạn khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinW hoặc là những cái dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình một lần nữa đó các bạn nên nhớ là sàn giao dịch dùng để giao dịch chứ không phải dùng để lưu trữ cho nên các bạn không nên lưu trữ quá nhiều tiền ở trên sàn giao dịch thông qua những sự kiện chúng ta thấy gần đây và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. yo, I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got